Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Việt Nam, cục C47 Bộ Công an, phòng PC47 Công an Nghệ An, Công an tỉnh Ninh Thuận bắt vụ vận chuyển ma túy, thu giữ 40 bánh heroin, 2 khẩu súng con 45 và một lựu đạn mỏ vịt cùng một số tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hiếu Song, 45 tuổi, ở phường Quán Bầu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển heroin. Tang vật thu giữ là 40 bánh heroin và một số tài liệu liên quan. Mở rộng chuyên án, các lực lượng đã bắt thêm đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, tức Tuấn Lây, 44 tuổi ở phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Khám nhà và xe Tuấn, cơ quan chức năng thu hai khẩu súng con 45 và một lựu đạn mỏ vịt cùng một số tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Bắt thêm một số đối tượng liên quan trong đường dây ma túy này. Hiện nay, ban chuyên án đang hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục điều tra xử lý.